Thầy mến chào tất cả các em học sinh lớp 5 thân yêu. Thầy tên là Lê Văn Minh, hiện đang công tác tại trường tiểu học Trần Quang Cơ. Thầy rất vui được đồng hành với các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Để học tốt, các em cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa, vở ghi, giấy nháp, bút và thước kẻ nhé. Trước khi vào bài học mới, thầy có một trò chơi rất thú vị dành cho các em. Nào, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Trò chơi của chúng ta có tên là Ai nhanh ai đúng. Luật chơi như sau. Thầy sẽ có tất cả 3 câu hỏi dành cho các bạn. Mỗi câu hỏi thầy có 4 đáp án A, B, C và D. Nhiệm vụ của chúng ta trong vòng 10 giây, các bạn sẽ tìm ra cho mình đáp án đúng nhất. Sau 3 lượt chơi, bạn nào trả lời đúng tất cả những câu hỏi của thầy, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Câu số 1. Chọn kết quả đúng. 32,1 chia 10 bằng A. 3,21 B. 32,1 C. 321 D. 0,321 10 giây bắt đầu. Hết thời gian. Câu trả lời chính xác ở đây chính là câu A, 3,21. Thầy chúc mừng tất cả những bạn chọn đúng đáp án A. Như vậy, để chia một số thập phân cho 10, ta chỉ việc dời dấu phẩy sang bên trái một chữ số, ta có ngay được kết quả. Câu số 2, chọn kết quả đúng. 246,8 chia 100 bằng A 24,68 B 2,468 C 246,8 D 2.468 10 giây bắt đầu. Thời gian. Câu trả lời chính xác ở đây đó chính là câu B, 2,468. Thầy chúc mừng tất cả những bạn chọn đúng đáp án B. Như vậy, để chia một số thập phân cho 100, ta chỉ việc dời dấu phẩy sang bên trái hai chữ số, ta có ngay được kết quả. Câu số 3, chọn kết quả đúng. 413,5 chia 1.000 bằng A 4,135 B 413,5 C 0,4135 D 4135 10 giây bắt đầu. Hết thời gian. Câu trả lời chính xác ở đây đó chính là câu C, 0,4135. Thầy chúc mừng tất cả những bạn chọn đúng đáp án C. Như vậy, để chia một số thập phân cho 1.000, ta chỉ việc dời dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số, ta có ngay được kết quả. Vừa rồi, các bạn đã hoàn thành xuất sắc trò chơi của mình. Thầy chúc mừng tất cả những bạn trả lời chính xác 3 câu hỏi của thầy. Và nhanh nhất, các bạn là người chiến thắng. Bây giờ, thầy trò chúng ta cùng bắt đầu vào bài học mới nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học toán bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thường tìm được là một số thập phân. Ở lớp 4, các bạn đã được học bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thường tìm được là một số tự nhiên. Vậy thì chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thường tìm được là một số thập phân, thì chúng ta làm như thế nào? Thầy và các bạn sẽ đi tìm hiểu ví dụ số 1. Ví dụ 1. Một cái sân hình vuông có chu vi 27 mét. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét? Các em có thể cho thầy biết bài toán cho ta biết gì? Và bài toán hỏi ta điều gì? À, bài toán cho chúng ta biết một cái sân hình vuông có chu vi là 27 mét. Bài toán hỏi ta, cạnh của sân dài bao nhiêu mét?
Muốn tìm cạnh của sân hình vuông, ta làm như thế nào? À, chúng ta dễ dàng trả lời được câu hỏi này đúng không nào? Khi chúng ta biết chu vi, muốn tìm cạnh, ta chỉ việc lấy chu vi chia cho 4. Vậy ta thực hiện phép chia. 27 chia 4 bằng chấm hỏi mét. Đây là phép chia số tự nhiên chia cho số tự nhiên. Các em hãy lấy giấy nháp ra và cùng thực hiện phép chia này với thầy nhé. Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau. Ta đặt tính 27 chia 4. 27 chia 4 được 6. Viết 6 ở thương. 6 x 4 bằng 24. 27 trừ 24 bằng 3. Viết 3. À, đến đây thì chúng ta làm như thế nào để chia tiếp? À, các bạn chú ý thật kỹ chỗ này giúp thầy nhé. Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải số 6 và thêm 0 vào bên phải số 3 để được 30. Rồi, chúng ta chia tiếp thôi. 30 chia 4 được 7. Viết 7 ở thương. 7 x 4 bằng 28. 30 trừ 28 bằng 2. Viết 2. Đến đây, để chia tiếp, chúng ta thêm 0 vào bên phải số 2 để được 20. 20 chia 4 được 5. Viết 5 ở thương. 5 x 4 bằng 20. 20 trừ 20 bằng 0. Viết 0. Vậy, 27 chia 4 bằng 6,75. Chúng ta trả lời được câu hỏi của bài toán rồi đúng không nào? Vậy, cạnh của sân là 6,75 m. Vừa rồi các bạn đã thực hiện được phép chia một số tự nhiên chia cho một số tự nhiên mà Thương tìm được là một số thập phân. Qua ví dụ số 1, thầy tin rằng tất cả các bạn đã nắm được cách chia một số tự nhiên chia cho một số tự nhiên mà Thương tìm được là một số thập phân rồi đúng không nào? Vậy, bạn nào có thể cho thầy biết khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta làm như thế nào? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0, rồi chia tiếp. Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0. Rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm thế mãi. Đây chính là các bước để thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà Thương tìm được là một số thập phân. Các em cần phải nắm vững để chúng ta thực hiện vào các bài tập nhé. Sau đây, thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một trường hợp khác của phép chia này. Vậy, trường hợp khác đó là trường hợp nào? Thầy và các em sẽ cùng đi tìm hiểu ví dụ số 2. Ví dụ 2. 43 chia 52 bằng chấm hỏi. Các em có nhận xét gì về số bị chia và số chia của phép tính này? À, phép chia này có số bị chia 43 bé hơn số chia 52. Vậy ta thực hiện phép chia này như thế nào? Khi chúng ta gặp trường hợp số bị chia bé hơn số chia, ta làm như sau. Đầu tiên, ta chuyển 43 số tự nhiên thành 43,0 số thập phân. Tiếp theo, đặt tính rồi tính giữ phép chia 43,0 chia 52. Như vậy, các em thấy bây giờ phép chia chúng ta trở về dạng chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Đúng không nào? À, bây giờ các bạn cùng lấy giấy nháp ra thực hiện phép chia này với thầy nhé. Chúng ta đặt tính và thực hiện phép chia 43,0 chia 52. 43 chia 52 được 0, viết 0 ở thương. 0 x 52 bằng 0, 43 trừ 0 bằng 43, viết 43. Đến đây, chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số 0 ở thương. À, 0 xuống. Để được 430. 430 chia 52 được 8, viết 8 ở thương.
8 x 52 bằng 416. 430 trừ 416 bằng 14, viết 14. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số 14 để được 140. 140 chia 52 được 2, viết 2 ở thương. 2 x 52 bằng 104. 140 trừ 104 bằng 36, viết 36. Chúng ta dừng lại ở kết quả của thương. Số chữ số bên phần thập phân của thương là 2 chữ số. Vậy 43 chia 52 bằng 0,82. Số dư 0,36. Ở phép tính này, các em lưu ý cách ghi số dư giùm thầy. Trong phép chia số thập phân thì số dư cũng là số thập phân. Các em hãy quan sát số dư. Ở đây chúng ta thấy chữ số 3 thuộc hàng phần 10, chữ số 6 thuộc hàng phần trăm, nên số dư là 0,36. Qua ví dụ số 2, các em đã biết được cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Đối với trường hợp số bị chia bé hơn số chia rồi, đúng không nào? Vậy bạn nào có thể cho thầy biết khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta làm như thế nào? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp. Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm thế mãi. Đây cũng chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Các em hãy học thuộc ghi nhớ này để ứng dụng làm bài tập thật tốt nhé. Qua ví dụ 1 và ví dụ 2, các em đã nắm được các bước thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, đúng không nào? Để nắm vững hơn cách thực hiện các phép tính này, thầy trò chúng ta cùng qua phần luyện tập nhé. Bài tập số 1, đặt tính rồi tính. A, 12 chia 5, 23 chia 4, 882 chia 36. Các em cho thầy biết bài tập số 1 yêu cầu chúng ta làm gì? A, bài tập số 1 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Vậy để làm đúng bài tập này, các em cần chú ý cho thầy, chúng ta phải đặt tính rồi sau đó thực hiện phép tính nhé. Các em hãy bấm dừng video tại đây và thực hiện bài tập số 1 vào vở giúp thầy nào. Các em đã hoàn thành bài tập của mình rồi, đúng không nào? Bây giờ tất cả hãy hướng lên màn hình cùng sửa bài với thầy nhé. Bài tập đầu tiên, 12 chia 5. Chúng ta đặt tính 12 chia 5. 12 chia 5 được 2, viết 2 ở thương. 2 x 5 bằng 10. 12 trừ 10 bằng 2, viết 2. Đến đây, chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số 2 ở thương. Thêm 0 vào bên phải số 2 để được 20. 20 chia 5 được 4. Viết 4 ở thương. 4 x 5 bằng 20. 20 trừ 20 bằng 0. Viết 0. Vậy 12 chia 5 bằng 2,4. Bài tiếp theo. 23 chia 4. Chúng ta cũng đặt tính. 23 chia 4. 23 chia 4 được 5. Viết 5 ở thương. 5 x 4 bằng 20. 23 trừ 20 bằng 3, viết 3. Đến đây, viết dấu phẩy vào bên phải số 5 ở thương. Thêm 0 vào bên phải số 3 để được 30. 30 chia 4 được 7, viết 7 ở thương. 7 x 4 bằng 28. 30 trừ 28 bằng 2, viết 2. Thêm 0 vào bên phải số 2 để được 20. 20 chia 4
bằng 5, viết 5 ở thương. 5 nhân 4 bằng 20. 20 trừ 20 bằng 0, viết 0. Vậy 23 chia 4 bằng 5,75. Chúng ta có bài tập cuối cùng. 882 chia 36. Đầu tiên chúng ta cũng đặt tính. 882 chia 36. Chúng ta thực hiện phép chia này. 88 chia 36 được 2. Viết 2 ở thương. 2 nhân 36 bằng 72. 88 trừ 72 bằng 16, viết 16. Số 2 xuống để được 162. 162 chia 36 được 4, viết 4 ở thương. 4 nhân 36 bằng 144. 162 trừ 144 bằng 18, viết 18. Đến đây, chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số 24 ở thương, thêm 0 vào bên phải số 18 để được 180. 180 chia 36 được 5, viết 5 ở thương. 5 nhân 36 bằng 180. 180 trừ 180 bằng 0. Vậy 882 chia 36 bằng 24,5. Vừa rồi, các em đã hoàn thành được bài tập số 1. Thì có lời khen tất cả những bạn đã làm tốt bài tập này và có kết quả chính xác. Còn những bạn nào làm chưa tốt hoặc có kết quả sai, các bạn cố gắng viết lại bài tập và chia nhiều lần để củng cố kiến thức của mình nhé. Qua bài tập số 1, các em đã nắm được cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân rồi, đúng không nào? Bây giờ, thầy trò chúng ta cùng tiếp tục qua bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2. May 25 bộ quần áo như nhau hết 70 mét vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? Bây giờ thầy trò chúng ta cùng phân tích và tóm tắt bài toán nhé. Em có thể cho thầy biết bài toán cho ta biết gì và bài toán hỏi ta điều gì? Bài toán cho chúng ta biết may 25 bộ quần áo hết 70 mét vải. Thầy có phần tóm tắt 25 bộ quần áo 2.70 mét vải. Bài toán hỏi ta là may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? Thầy có phần tóm tắt là 6 bộ quần áo 2.0 mét vải. Vậy, để tính được may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải, các em hãy suy nghĩ xem chúng ta cần làm như thế nào. Chúng ta dễ dàng trả lời được câu hỏi này, đúng không nào? Để tính được 6 bộ quần áo may hết bao nhiêu mét vải, chúng ta cần phải tính được may 1 bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải. Thầy tin rằng bài toán này không làm khó chúng ta, đúng không nào? Vậy các em hãy bấm dừng video tại đây và thực hiện bài số 2 vào vở giúp thầy nhé. Các em đã hoàn thành được bài tập của mình rồi, đúng không nào? Bây giờ tất cả hãy hướng lên màn hình cùng sửa bài với thầy nhé. Thầy có bài giải như sau. Lời giải thứ nhất, số vải để may một bộ quần áo là. Thầy có phép tính 70 chia 25 bằng 2,8 mét. Lời giải thứ hai, số vải để may 6 bộ quần áo là 2,8 nhân 6 bằng 16,8 mét. Đáp số 16,8 mét. Thầy tin rằng tất cả các em đều làm tốt được bài tập này. Thầy chúc mừng tất cả những bạn đã có kết quả đúng. Còn những bạn nào làm chưa tốt, chưa đúng, các em cố gắng giải lại bài tập giúp thầy nhé. Qua bài tập số 1 và bài tập số 2, thầy tin rằng tất cả các em đều nắm được cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhắc lại ghi nhớ của bài học nào. Ghi nhớ. Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta làm như sau. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp. Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia và có thể cứ làm thế mãi. Các em hãy học thuộc lòng ghi nhớ này và ứng dụng làm tốt các bài tập nhé. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy có lời khen tất cả những bạn đã hoàn thành tốt các bài tập. Còn những bạn nào làm chưa tốt, còn nhiều sai sót, các bạn nhớ xem lại bài, tập chia lại để củng cố kiến thức của mình nhé. Các em chuẩn bị cho thầy tiết học toán sau, đó là bài luyện tập. Thầy chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Mến chào tất cả các em. Hẹn gặp lại những tiết học sau nhé.